Ở tập trước, sau khi giải thích cho Chu Yi và Phạm Vũ về vũ hồn của mình, trực tiếp trở thành song sinh vũ hồn, cả nhóm phải đối mặt với nhóm của Đới Hoa Bân. Sang tới nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 21, ngay khi Đới Hoa Bân kinh ngạc về Vũ Hạo dường như đã lột xác thành một con người khác, tuy nhiên cuộc chiến sẽ dừng lại ở đây và sẽ chuyển sang đấu thú khu vào ngày hôm sau. Cũng ngay lúc này, ở trên đảo Hải Thần có hai lão già gian xảo cùng nói chuyện về một chủ đề tương tự, đó là Ngôn Thiểu Triết và Tiền Đa Đa. Hóa ra trước đó Ngôn Thiểu Triết đã thua Tiền Đa Đa một ván cược. Lúc này hai vị lão sư của Sử Lấy Các Học Viện lại tranh nhau về Hoắc Vũ Hạo, một người thì muốn Vũ Hạo ở hồn đảo hệ, một người thì muốn Vũ Hạo ở hồn sư hệ. Cuộc cãi vã này dường như không có hồi kết. Vũ Hạo hoàn toàn không biết rằng mình đã trở thành đề tài của cả hai hệ vũ hồn lẫn hồn đạo. Chúng ta chuyển cảnh tới lớp học của Vũ Hạo. Vì chuyện sát hạch ở đấu thú khu, khi sát hạch lần này, mọi người sẽ phải đánh nhau với hồn thú, còn hồn thú thế nào sẽ do học viên tự chọn. Hồn thú không giống nhau thì giá trị cũng khác nhau, khiêu chiến với hồn thú tu vi càng cao thì điểm càng lớn. Khi sát hạch này sẽ do lão sư cao cấp chấm điểm, tối đa là 100, đạt được 60 thì xem như thông qua sát hạch. Ngay khi đó, Mộc Cận lão sư liền xuất hiện. Vì ngày hôm qua Mộc Cận biết rằng Vũ Hạo không tới trình diện kịp thời, bà ta muốn đuổi học Vũ Hạo vì điều đó. Tất nhiên có Chu Yi ở đây, Vũ Hạo sẽ không có chuyện bị đuổi học. Chúng ta chuyển tới đấu thú khu, nơi mà kỳ sát hạch lần này được thực hiện. Đấu thú khu là khu vực lớn nhất trong học viện Sử Lai Khắc, tổng diện tích của nó bằng tất cả diện tích của hệ vũ hồn, tính luôn cả các giáo học lâu, ký túc xá và cả quảng trường Sử Lai Khắc. Trên đại lục Đấu La, những học viện có khu vực nuôi nhốt hồn thú phải nói là cực kỳ thưa thớt, đã vậy mà có thể so sánh với quy mô của viện Sử Lai Khắc lại càng hiếm có, cho dù là hoàng thất của các đại đế quốc cũng chưa chắc làm được chuyện này. Nuôi nhốt hồn thú không phải là chuyện đơn giản, đầu tiên phải quản lý được chúng, đồng thời còn phải nắm được thói quen ăn uống của từng loại, sau đó phải đảm bảo chúng không gây hại ở bên ngoài. Hơn nữa chi phí cho nó rất lớn. Tất cả số tiền thu được từ thuế ở thành Sử Lai Khắc đều là của học viện Sử Lai Khắc. Thế nhưng 1/3 số tiền khổng lồ đó phải đổ vào đấu thú khu. Nói đơn giản như thế là đủ để hiểu chi phí cho đấu thú khu lớn đến mức nào rồi. Bình thường các học viên vừa vào học viện đều cảm thấy học phí đắt quá. Thế nhưng sau khi đến đấu thú khu, tất cả đều hoàn toàn không còn nghĩ thế nữa. Học phí hàng năm của bọn họ so với số tiền bỏ ra của cả học viện chả thấm vào đâu. Ngoài nguồn thu từ thuế má, học viện Sử Lai Khắc còn có một nguồn thu nữa đến từ hệ hồn đạo. Hàng năm hệ hồn đạo chế tạo ra được rất nhiều hồn đạo khí bán ra bên ngoài. Thế nhưng chủ yếu trong phạm vi ba đế quốc Thiên Hồn, Đấu Linh và Tinh La thôi, không có đến đế quốc Nhật Nguyệt. Đây cũng là lý do tại sao Ngôn Thiểu Triết bảo Tiền Đa Đa giàu có. Đấu thú khu chia làm hai khu vực, một bên là nơi nuôi giữ hồn thú, khu vực này học viên không thể vào, còn gọi là thú quyển. Khu vực còn lại chính là đấu thú tràng. Bên trong đấu thú tràng chia làm 4 nhóm xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, sẽ được phân loại tùy theo từng tính chất riêng. Cả công trình kiến trúc đều vô cùng đồ sộ và rực rỡ. Nơi này có thể chứa khoảng 1 vạn người đến xem, đấy cũng chính vì cần quá nhiều diện tích để bên trong sử dụng rồi. Mà đấu hồn tràng cũng giống đấu hồn khu, cả hai đều có thể đồng thời bắt đầu nhiều trận đấu khác nhau, mà đa số đều là một đấu một giữa các học viên và hồn thú. Đối với những học viên của các lớp cao cấp, chỗ này cũng chả xa lạ gì. Những đệ tử có tu vi cao đều rất thích đến đây rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, còn với những đệ tử cấp thấp thì nơi này chính là ác mộng. Đến năm thứ tư, mỗi lớp mỗi tuần đều có ít nhất một buổi đến học ở đấu thú tràng, mà thành tích mỗi lần đấy đều được ghi nhận lại để cuối kỳ thêm vào bảng thành tích sát hạch. Vì Vũ Hạo và Vương Đông là lớp trưởng nên cả hai đứng ở đầu hàng. Bên năm 2 là Đới Hoa Bân và Tào Huyễn Nguyệt. Vũ Hạo là người đầu tiên ra sân, lựa chọn của cậu là hồn thú tu vi 100 năm. Vì lão sư dám trận cứ tưởng mình nghe lầm, có thể đại diện cho cả lớp xuất trận đầu tiên dĩ nhiên phải là người ưu tú. Thế mà nó chỉ chọn hồn thú 100 năm, không phải quá kém hay sao? Cho dù là hồn sư hệ khống chế cũng không tệ đến như vậy. Đối thủ của Vũ Hạo chính là một con phong linh lang. Ngay lúc con phong linh lang xuất hiện, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Vũ Hạo đột nhiên có hành động. Từ dưới chân của hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng màu đỏ sẫm. Trong mỗi quần sáng ấy thậm chí còn có 4 đường vân ánh kim lập lòe. Khi nó xuất hiện thì hai tròng mắt của Vũ Hạo cũng biến thành đỏ tươi. Từ người của hắn tỏa ra một hơi thở mang theo hơi hướng hoàng dã từ viễn cổ vô cùng khủng bố. Luồng ánh sáng màu đỏ ấy lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch trương ra bên ngoài. Giờ khắc này bóng người vô cùng nhỏ bé ấy lại mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng khủng khiếp, hệt như là một vị thần cổ xưa từ trên trời sáng xuống vậy. Con phong linh lang kêu lên một tiếng thảm thiết rồi cả người lăn đùng xuống đất xoay tròn như là hồ lô, nháy mắt sau đó đã nằm sụi lờ dưới mặt đất. Cũng ngay lúc đó, từ xa xa truyền đến vô số tiếng kêu gào thảm thiết của hồn thú.
Hồn hoàn màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là 10 và 5, cũng chính là từ hồn thú cao cấp nhất. Mỗi một hồn hoàn 10 và 5 đều là những vật vô cùng quý giá, được nói là các đệ tử. Trong số tất cả các lão sư ở đây đều không có ai có hồn hoàn 10 và 5. Vậy mà vua Hạo không chỉ đem ra hồn hoàn 10 và 5 mà có đến tận 2 cái. Bất luận là nhìn bằng mắt thường hay là cảm nhận từ khí tức của nó, cái nào cũng khiến người khác sợ hãi mà run rẩy. Bầu không khí lạnh ngắt đầy áp lực. Ở đấu thú tràng lúc này, không chỉ những hồn thú có phản ứng mà tất cả các lão sư, học sinh đều có phản ứng mãnh liệt. Thế nhưng bọn họ chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một mãnh thú vô cùng khủng bố. Vậy nên ngay lập tức bọn họ phóng xuất ra vua hồn của chính mình theo bản năng thiết lập một thế phòng ngự. Đỗ Duy Lân đã từ ghế ngồi bật dậy từ lâu rồi. Tám cái hồn hoàn không ngừng lượn lờ xung quanh. Đối mặt với hơi thở của hồn thú 10 vạn năm, hắn cũng không ngoại lệ mà phóng xa vua hồn của chính mình. Vị lão sư giám sát trận nhìn tình huống trước mặt này mà không biết xử lý như thế nào. Hắn đã tham gia bao kỳ gia thạch rồi mà có bao giờ xảy ra tình huống như này đâu. Học viện xử lý khác trước nay không thiếu quái vật, thế nhưng quái vật cấp độ này đúng là chưa từng xuất hiện. Đệ tử năm thứ hai có hồn hoàn vạn năm không chỉ là một cái mà đến hai cái. Sau một màn rung động cực kỳ mãnh liệt này, số người có thể kịp thời phản ứng lại chỉ có Chu Y và Phương Đông. Bởi vì sự chấn động này tối hôm qua bọn họ đã trải qua rồi, có điều khi đó không có khủng khiếp như ngày hôm nay mà thôi. Mặc dù Chu Y đã từng nghe Phạm Vũ ca ngợi về tác dụng của kỹ năng này, thế nhưng thật ra nàng cũng không tin tưởng cho lắm. Lúc này sự việc rành trước mắt thật sự là quá mức bất ngờ, thậm chí lúc này Vua Hạo còn chưa dùng đến vũ hồn thứ hai của chính mình nữa. Đúng vậy, đối thủ của Vua Hạo tuy chỉ là hồn thú trăm năm, thế nhưng từ nãy tới giờ hắn chưa làm gì cả, chỉ đứng yên đó phóng thích ra vũ hồn của chính mình. Ấy vậy mà nháy mắt đã giải quyết xong mọi chuyện, như thế còn có thể có thành tích kém hay sao? Đây chính là khả năng khống chế mạnh nhất. Lúc này Chu Y cũng đã hiểu tại sao Hoắc Vua Hạo lại chọn đối thủ là hồn thú trăm năm, bởi vì hắn muốn chắc chắn mình có thể thành công. Nếu chẳng may chọn phải hồn thú kiên cường quá, thì hồn hoàn 10 vạn năm này cùng lắm chỉ làm cho nó mất năng lực chiến đấu chứ không có biểu hiện dữ dội như con phong linh lang này. Tinh thần lẫn thị giác đều bị chấn động quá mãnh liệt. Lần này đừng nói là đè bẹp ban hai, ngay cả những lão sư ở đây tất cả đều bị đứng hình. Trong chốc lát, toàn trường lạnh ngắt như tờ, ai ai cũng ngây người nhìn chằm chằm vào Vua Hạo đang từ từ đi trở về ban một. Đúng lúc này, vài bóng người từ bên trong thú quyển bay thẳng ra, dẫn đầu là một ông lão sáng người cao lớn, mái tóc màu đỏ vô cùng bắt mắt. Ông lão đầu tóc màu đỏ rực rỡ này tên là Cung Trường Phong, chính là người quản lý đấu thú tràng. Địa vị của lão ở trong học viện xử lý khắc này cao vô cùng, hơn nữa lão còn vô cùng thích nghiên cứu hồn thú, cho dù là Đỗ Duy Lân khi mà gặp lão cũng phải vô cùng khách khí. Và vì điều đó, Vua Hạo đã thông qua được sát hạch lần này. Sau khi biết được sự tính, Cung Trường Phong cũng giật mình khó tin, vì quá mức khủng khiếp, Vua Hạo phải đi theo ông để làm rõ sự tính. Tuy nhiên Vua Hạo không vội vàng rời đi, mà tiến tới trước mặt của Đới Hoa Bân lạnh lùng nói: "Ngươi ở đây chờ ta, ta nhớ không sai thì bàn nãy chúng ta đánh cược với nhau, nếu ta thắng thì sẽ quỳ xuống nhận sai, sao? Ta chờ người đến quỳ nhận sai đấy." Những chữ này như từng cái búa tạ nện thẳng vào lòng của Đới Hoa Bân, khuôn mặt lạnh lùng của hắn ta đã tái nhợt rồi. Đúng vậy, ngay khi vừa bước vào đấu thú tràng, Hoắc Vua Hạo đã lập lại vụ cá cược này một lần nữa. Hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng Vua Hạo lại dùng cách này tham gia sát hạch, lại càng không ngờ hắn có hồn hoàn 10 vạn năm. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó như thế nào? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.